Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một kiến thức rất thú vị. Phải nói là siêu thú vị, thế nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Trước tiên, để tôi hỏi các bạn một vấn đề. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp buổi tối nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu, nhưng đến khi thức dậy lại phát hiện bản thân ở một chỗ khác chưa? Giả sử ngay khi mở mắt ra, bạn phát hiện bản thân đang nằm sóng xoài ở ngoài phòng khách, hay ngồi bẹp dí ở góc nhà vệ sinh, tệ hơn là đang ở ngoài đường với những đôi mắt xa lạ từ bốn phương tám hướng nhìn bạn chăm chú. Oh my god, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay lúc này, bạn sẽ cảm thấy hoang mang tột độ và bắt đầu nghi ngờ có ai đó đã bắt cóc mình rồi ném ở đây. Nhưng hắn ta thậm chí còn không thèm cướp của bạn một xu, cũng không gây ra cho bạn một vết xước nào cả. Chẳng lẽ bắt cóc lại có đạo đức như thế à? Hay vì tên bắt cóc có sở thích quá dị nên tất cả những điều hắn muốn là trông thấy cảnh bạn mặc bộ đồ xộc xệch, gương mặt ngái ngủ tái nhợt, cùng mớ tóc như tổ quạ đứng ngẩn ngơ giữa đường đầy hốt hoảng mà thôi. Không đâu nhé, thực tế chẳng có tên bắt cóc nào ở đây hết. Cũng chẳng có ai mang bạn giữa đường rồi vứt bạn ở đó, mà là bạn có chân, bạn tự đi ra đó. Bạn bảo tôi nói láo à? Ồ, không cần nóng vội. Để biết tại sao tôi lại dám mạnh miệng nói rằng cơ thể bạn tự di chuyển mặc dù não bạn không hề nhận thức được điều đó, hãy bình tĩnh theo dõi video nhé. Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ đây. Ok, không phải tất cả chúng ta, nhưng chắc chắn cũng có khá các bạn ở đây từng gặp hiện tượng trên rồi đúng không nào? Hiện tượng này gọi là mộng du. Các bạn đã từng nghe qua cụm từ mộng du rồi chứ? Nhiều người tin rằng nó là biểu hiện của việc bị ma quỷ nhập vào hoặc bị oan hồn quấy nhiễu, khiến bạn hành động theo ý muốn của chúng trong lúc ngủ và hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì sau khi tỉnh dậy. Thế nhưng sự thật đằng sau chứng mộng du lại hoàn toàn không phải vậy đâu nhé. Mộng du còn gọi là ngủ đi rong hay miên hành. Đây là một trong những biểu hiện của rối loạn giấc ngủ. Mộng du thường xuất hiện khi cơ thể rơi vào giai đoạn ngủ sâu, não không còn ý thức hoặc ý thức kém nhưng lại thực hiện được những hành động trong trạng thái ý thức đầy đủ. Một số biểu hiện cơ bản của mộng du là ngồi bật dậy khỏi giường, lẩm bẩm một mình, đi lang thang khắp nơi, không trả lời khi được hỏi cũng như không phản ứng với sự có mặt của những người xung quanh. Nghe cũng có chút kinh dị đó trời. Đang đêm mà gặp mấy anh chị mộng du đem theo vẻ mặt đờ đẫn lang thang khắp nơi, coi có khác nào cô hồn cách đảng không coi chứ. Hành động của người mộng du thường lành tính, tuy nhiên không thể nói là chúng không nguy hiểm. Trong một số trường hợp, những hành động vô thức ấy gây tổn thương đến chính bản thân người đang bị mộng du và những người xung quanh. Giả sử với người mắc chứng mộng du, không có gì ngạc nhiên khi nửa đêm họ cố cầm dao giết một ai đó hay tự nhảy xuống hồ bơi sau nhà. Thế nhưng đến sáng hôm sau, họ lại hoàn toàn không có bất cứ ký ức gì về những việc mình đã làm đêm qua. Thật kỳ lạ đúng không? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng mộng du. Hiện nay vẫn còn nhiều người mê tín cho rằng mình bị oan hồn bám lấy rồi sai khiến. Nhưng thực chất thì không phải vậy. Theo khoa học phân tích, nguyên nhân chủ yếu là do ngủ không đủ giấc, thường xuyên stress, tâm trạng sợ hãi lo âu, chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Như vậy, để hạn chế cũng như trị dứt điểm chứng mộng du, bạn cần phải ngủ đủ giấc cũng như có chế độ thư giãn hợp lý, không khiến bộ não căng thẳng hay phải chịu đả kích. Bạn cũng có thể thử một số phương pháp như thiền tĩnh tâm, điều hòa nhịp thở. Nếu ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, người mắc chứng mộng du thường xuyên cần phải tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán cụ thể về tình trạng cũng như lên kế hoạch kết hợp điều trị. Nhớ là đến gặp bác sĩ nha mấy ba, chứ đừng có nhanh chân nhanh tay đến gặp thầy trừ tà đó, lại chữa gà lành thành gà què cho coi. Như vậy, sau khi xem đến đây, chắc các bạn không còn nghi ngờ gì về hiện tượng mộng du, một hiện tượng trông có vẻ bí ẩn, nhưng thực chất lại chẳng bí ẩn chút nào đúng không? Mộng du chỉ là một chứng rối loạn giấc ngủ mà thôi. Nếu xuất hiện ở trẻ con, nó sẽ mất dần theo thời gian đứa trẻ lớn lên. Còn nếu xuất hiện ở người lớn,
nó cũng sẽ được điều trị bằng cách ngủ đủ giấc. Mộng du là một hiện tượng kỳ quái, nhưng kể cả khi bạn là một người mắc chứng mộng du thì cũng không cần quá bối rối hay lo lắng nha, vì nó không phải là một chứng bệnh quá nghiêm trọng và tất nhiên có thể điều trị dứt điểm được. Nếu các bạn có thắc mắc về những hiện tượng kỳ lạ nào khác, nhanh tay để lại bình luận bên dưới video này. Tôi sẽ tiếp tục giải mã chúng và mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích tiếp theo. Còn bây giờ, thời lượng video đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.